Hello, cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với kênh Nguyễn Trang TV của mình. Thì sáng nay mình soạn một cái đơn hàng để chuẩn bị giao cho cô Ánh, cô Năm Ánh ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Đây, cái đơn hàng của cô gồm hai cây mỹ hồng, hai cây tím sen, hai cây vàng nghệ, hai cây màu trắng, hai cây mỹ đỏ. Tổng cộng đơn hàng của cô là 10 cây, đủ loại hết các bạn ơi. Những tất cả là mình đã đều vô bầu hết rồi, và bây giờ chuẩn bị đóng thùng và ký gửi đi. Thì mình quay cái video sơ lược cái đơn hàng 10 cây bông trang đủ loại này gửi cho cô Năm Ánh ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng cho các bạn xem. Các bạn xem tham khảo để đặt mua hàng. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì hãy comment bên dưới giúp mình để mình liên hệ lại, hoặc là kết bạn, hoặc là gọi qua số điện thoại mình để trên tiêu đề là 0911 643 600. Mọi chi tiết các bạn cứ inbox vào số điện thoại đó, Zalo, hoặc comment bên dưới thật cụ thể chi tiết. Và để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân của khách hàng thì các bạn có thể cứ inbox vào số điện thoại 0911643600 và số. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem cái video ngắn này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.